Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2020, Kon Tum là một trong năm tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất cả nước. Hàng năm, các hạt kiểm lâm, đơn vị chủ rừng thường xuyên thực hiện công tác tham mưu, kiện toàn lực lượng bảo vệ rừng. Tuy nhiên, với lực lượng còn mỏng, phương pháp làm việc truyền thống nên hiệu quả về công tác quản lý bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, tổ chức FFI Việt Nam đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tập huấn ứng dụng Smart trong tuần tra bảo vệ rừng. Từ đây mở ra nhiều triển vọng trong nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hơn 360 vụ vi phạm lâm luật và khối lượng gần 1.200 mét khối gỗ, thiệt hại hơn 46 hecta rừng. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ vi phạm giảm 14% và khối lượng gỗ vi phạm giảm 63%. Ngày 26 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân đã ban hành chỉ thị số 04 về việc chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp đến làm việc và kiểm tra, khảo sát thực tế tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kết quả rà soát trong 2 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 47 vụ vi phạm với khối lượng gỗ vi phạm hơn 56 mét khối. Diện tích rừng bị thiệt hại là hơn 32 hecta. Hành vi vi phạm chủ yếu là phá rừng trái pháp luật. Ngoài ra còn một số hành vi khác như tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, khai thác rừng trái pháp luật, vi phạm các quy định chung của nhà nước về bảo vệ rừng. Qua công tác điều tra, các vụ vi phạm luật lâm nghiệp chủ yếu do các đối tượng từ các địa bàn khác hoặc từ các tỉnh thành khác thực hiện tại lâm phần của các đơn vị. Đồng thời trong thực tế, diện tích rừng phân bố trên địa bàn rộng lớn, địa hình chia cắt lớn gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Hai cái nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất là vẫn đặt cái nhiệm vụ chính là công tác tuyên truyền vận động người dân, thứ nhất là chấp hành các quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng. Cái nhiệm vụ thứ hai là tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để phát hiện sớm và ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ phạm để nâng cao tính giáo dục răn đe. Trong cái năm 2021 này thì trên địa bàn chúng tôi triển khai là trồng mới là 300 hectare rừng. Đối với các cái diện tích mà đất trống thì đang triển khai là khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh để là phục hồi lại rừng, để phát triển và phục hồi lại diện tích rừng, nâng độ che phủ rừng khoảng là 500 hectare. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã phối hợp với tổ chức FFI thực hiện tập huấn ứng dụng Smart trong tuần tra bảo vệ rừng. Qua đó, nâng cao năng lực tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là một ứng dụng hỗ trợ nâng cao năng lực trong quản lý bảo tồn các khu rừng, đặc biệt là các vườn quốc gia và các ban quản lý khu bảo tồn. Ứng dụng này mang tính chất không gian thật và thời gian thật. Các thông tin phản ánh trên ứng dụng trong quá trình tuần tra mang tính chất thời sự. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ rừng, cũng như chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh. Hiện nay, một số tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Hà Nam, Nghệ An đã và đang triển khai có hiệu quả ứng dụng Smart trong tuần tra rừng. Đối với cái ứng dụng này, nó đã đem một hiệu quả rất là cao là tất các cái khu vực chúng tôi đi tuần tra bảo vệ thông tin đều được phản ánh tức thì, thậm chí là tôi có thể ngồi ở Hà Nội, tôi có thể nhận dữ liệu từ tất cả các tỉnh gửi về chúng tôi sau khi họ kết thúc tuần tra. Điều đó mang tính tôi có thể đưa ra các phân tích, đưa ra các con số báo cáo và có các cái kết nối đối với lại các cái người lãnh đạo trong khu bảo tồn và họ đưa ra các cái ứng xử ngay sau đó, các cái hành động ngay sau đó để giải quyết các cái vấn đề tồn tại tại khu đó. Sau 3 ngày tập huấn phương pháp sử dụng và một số kiến thức cơ bản về ứng dụng Smart trong tuần tra bảo vệ rừng, các lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng chuyên trách đã được trải nghiệm thực tế việc sử dụng ứng dụng trong công tác tuần tra rừng tại địa bàn xã Đắc Tăng, huyện Con Plong. Quy trình sử dụng ứng dụng Smart trong tuần tra rừng được triển khai theo các bước gồm tuần tra hoặc giám sát ngoài hiện trường, lập kế hoạch tuần tra, nhập dữ liệu, đưa ra phản hồi và đánh giá, xây dựng bản đồ và lập báo cáo. Trong quá trình tuần tra, các trường thông tin sẽ được phản ánh và lưu lại trên ứng dụng. Từ đó có sự so sánh giữa các lần tuần tra để phát hiện sự thay đổi hiện trạng rừng.
Tôi thấy cái ứng dụng này rất là hiệu quả và thiết thực để áp dụng trong cái công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thì sau khi được triển khai vào thực tế thì các cái dữ liệu mà đi kiểm tra thực tế ngoài địa bàn hiện trường thì như thời gian, địa điểm, các cái thông tin mà ghi nhận thì nhường sẽ được cập nhật hết vào cái cơ sở dữ liệu của hệ thống chung và giúp cho cái người quản lý phân tích và nhận định một cách chính xác và những cái kết quả kiểm tra tại hiện trường để đưa ra được những cái nhận định cũng như cái giải pháp để quản lý một cách hiệu quả trong cái công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phần mềm Smart là một phần mềm tạo cho chúng ta một sự chủ động rất lớn trong việc xây dựng các mô hình, các thông tin liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ rừng. Rồi từ đó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái cơ sở dữ liệu và việc lưu trữ các thông tin liên quan đến nghiệp vụ của kiểm lâm địa bàn nói chung và các lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách nói riêng. Nó sẽ được thuận tiện hơn và nó có tính hệ thống hơn và nó rút ngắn rất nhiều về cái việc mà thời gian truy xuất dữ liệu cũng như là cái việc lưu trữ, thì nó đảm bảo là rộng rãi và cái việc chia sẻ các thông tin liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng. Khi sử dụng ứng dụng Smart trong tuần tra rừng, các thông tin như ngày giờ, múi giờ, độ cao, hướng di chuyển, tốc độ di chuyển được thể hiện rõ trên giao diện. Việc lưu trữ và sử dụng thông tin được truyền qua sóng vệ tinh. Vì vậy, hạn chế được tình trạng mất kết nối trong quá trình di chuyển vào khu vực rừng sâu, rừng nguyên sinh, xa khu dân cư. Các chức năng cơ bản của ứng dụng Smart là thu thập và quản lý thông tin. Trong thu thập dữ liệu, từ dữ liệu thu được trong các cuộc tuần tra, các cuộc điều tra, nghiên cứu, giám sát đa dạng sinh học, Smart sẽ hỗ trợ tổng hợp và phân tích nguồn dữ liệu đó để báo cáo ở dạng tổng hợp. Trong quản lý thông tin, Smart quản lý và lưu trữ thông tin một cách hệ thống qua mô hình dữ liệu giúp hệ thống hóa các thông tin thu thập từ hiện trường. Tôi đánh giá rằng cái năng lực của anh em kiểm lâm ở đây tôi đánh giá là cao, bởi vì họ đưa ra rất là nhiều các cái câu hỏi trong quá trình tập huấn và điều đó khẳng định là họ có quan tâm và họ hiểu biết, họ mới dám hỏi. Luôn luôn có những cái câu hỏi mà truy vấn chéo để đưa ra các con số rất là chính xác để đảm bảo được cái kết quả đầu ra rất tốt. Điều đó mà chúng tôi đang kỳ vọng, chúng tôi sẽ mong muốn là chúng tôi sẽ làm việc với lãnh đạo tổ chức để có những cái tiếp cận đến vùng đó để hỗ trợ nâng cao năng lực và về kỹ thuật rất cao cho các cái khu vực đó nhằm giúp cho bảo tồn tốt hơn. Mặc dù ứng dụng đang tạo ra nhiều triển vọng trong đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, tuy nhiên trong thời gian đầu triển khai phổ biến rộng rãi, việc sử dụng ứng dụng Smart trong tuần tra rừng đối với các đơn vị chủ rừng là người dân dự kiến còn gặp nhiều khó khăn. Tôi nhận thấy nó có những cái khó khăn. Bây giờ khó khăn đầu tiên mà tôi nghĩ là cái việc tiếp cận thông tin của lực lượng tuần tra bảo vệ rừng là hộ gia đình và cá nhân được nhà nước giao đất giao rừng. Nó sẽ hạn chế về cái phần công nghệ thông tin, từ đó việc tiếp cận nó sẽ chậm hơn. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì chúng ta cần một thời gian dài thì sẽ truyền tải những cái thông tin thiết thực nhất, phục vụ sát nhất cho công tác tuần tra bảo vệ rừng của lực lượng là hộ gia đình và cá nhân. Về khó khăn thì cái ứng dụng này cũng là lần ứng dụng đầu tiên được triển khai tại tỉnh Kon Tum, thì cũng trong quá trình đưa vào thực tế thì cũng sẽ có gặp một chút những vấn đề khó khăn về khó khăn như là cái đòi hỏi cần phải có cái thời gian cũng như có quá trình để tìm hiểu và hoàn thiện dần để đưa vô cái cơ sở dữ liệu chung của đơn vị để mà hoàn chỉnh cái cơ sở dữ liệu của đơn vị. Thực tế triển khai ứng dụng Smart trong tuần tra rừng tại một số tỉnh khu vực phía Bắc đã mở ra triển vọng trong đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng. Mặc dù đây là một ứng dụng còn rất mới, nhưng với tính ưu việt sẵn có và mức độ tiếp cận tốt của lực lượng kiểm lâm bảo vệ rừng chuyên trách, trong thời gian tới, rất có thể ứng dụng Smart trong tuần tra bảo vệ rừng sẽ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chuyên môn
trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.